Sau khi trúng số, Jerome đã trở nên rất giàu có. Anh ta mua một căn biệt thự siêu rộng và thuê một nhà môi giới nghệ thuật để đầu tư vào một số kiệt tác. Nhà môi giới nghệ thuật đã thuyết phục Jerome mua một bức tượng cổ rất đắt cho bộ sưu tập của anh. Một hôm, con gái của Jerome đến thăm. Anh khoe bức tượng với con gái, nhưng cô bé phá lên cười. Cô bé nói Jerome đã bị lừa rồi. Tại sao cô ấy nói như vậy? Có một dòng chữ nhỏ khắc trên bệ tượng, đó là Made in China. Wendy là chủ tịch của một câu lạc bộ đọc sách địa phương. Các thành viên thường hẹn gặp nhau ở nhà của cô ấy vì nó rộng và đẹp. Nhưng một buổi tối nọ, có kẻ đã đập vào đầu Wendy trong thư viện ở nhà cô ấy sau khi buổi hẹn câu lạc bộ kết thúc. Cô gái không tìm thấy thủ phạm. Ngày hôm sau, cảnh sát đã thẩm vấn ba nghi phạm. Melanie nói rằng cô ấy đã về sớm trong buổi hẹn tối đó vì cô có một chuyến bay đêm tới Paris. Kelly nói rằng mình là người cuối cùng rời khỏi nhà của Wendy, nhưng cô không thấy có gì đáng ngờ cả. Amy thì vắng mặt vì là hôm đó có tiệc sinh nhật của chồng cô. Ai đang nói dối? Melanie, nếu đã bay đến Paris thì tại sao cô ta không ở đó? Hãy nhìn cánh đồng đẹp như tranh vẽ này. Bạn có thấy gì lạ không? Bông hoa hướng dương bên này này. Josh làm bảo vệ tại một sân bay quốc tế lớn. Một hôm, anh nhận được một cuộc gọi từ nhân viên vệ sinh. Họ tìm thấy một chú chó của ai đó. Josh phải tìm ra chủ của chú chó đó. Hãy nhìn các hành khách này. Bạn có thể xác định chủ nhân của chú chó ở đây không? Anh chàng này có một khúc xương trong cặp của mình và quần của anh ấy cũng dính lông chó. Anh ấy hẳn là chủ của chú chó đó. Hãy nhìn họa tiết này. Bạn có thể chỉ ra biểu tượng cảm xúc khác biệt không? Con vẹt ở đằng kia có đôi cánh hơi khác. Jason gần đây đã được thuê làm trợ lý ở bảo tàng nghệ thuật. Một sáng nọ, anh nhận được một gói hàng lớn, 5 bức tranh quý hiếm từ thời Trung Cổ. Jason gọi ngay cho sếp và nói với cô rằng 2 trong số 5 bức tranh đó là giả. Làm sao anh ấy biết được? Có một tòa nhà chọc trời ở nền của bức tranh này. Bức tranh này có vẻ là hàng thật, nhưng hãy nhìn bầu trời, có một chiếc máy bay xen giữa các chú chim. Hãy nhìn bức tranh này, bạn có thể chỉ ra biểu tượng cảm xúc khác biệt không? Chính là hai người ở đó. Sau một chặng đường dài, cuối cùng Lily cũng đến được địa điểm tổ chức đám cưới của bạn mình ở một thành phố khác. Thức ăn trông thật ngon lành và Lily đang đói. Vậy là cô ấy đi về phía cái bàn, nhưng đèn bỗng tắt và Lily ngất đi. Hôm sau cô thức dậy và đầu đau như búa bổ. Giống như bao vị khách khác, chẳng ai nhớ được bữa tiệc đã kết thúc như thế nào. Hãy nhìn hai bức hình này, chúng được chụp trước và sau khi đèn tắt. Bạn có đoán được điều gì đã xảy ra trong bữa tiệc không? Bóng bay đã nổ, có người đã bơm khí ngủ vào bóng vì muốn mọi người đều ngủ. Người này làm vậy có lẽ để giúp cô dâu chạy trốn vì sáng nay cô ấy không có mặt ở bữa tiệc. Jill là một giáo viên mỹ thuật. Một sáng nọ, cô ấy đi vào phòng vẽ của mình và vô cùng sửng sốt. Cả bức tường và các tranh vẽ của học sinh đều bị sơn vẩy lên. Jill đã chất vấn ba người bị nghi ngờ. Ngày hôm trước, cô lao công đã không lau dọn lớp học vì cô nghỉ phép. Học sinh của Jill là Rosie nói rằng mình đã rời khỏi phòng vẽ lúc 6 giờ chiều. Khi ấy mọi thứ vẫn bình thường. Một học sinh khác, Rick, thú nhận rằng anh đã đưa bạn gái đến phòng vẽ để khoe những bức tranh của mình, nhưng họ đã ra khỏi đó vào khoảng 8 giờ tối. Ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện này? Con mèo, nó trèo qua cửa sổ mở vào phòng vẽ. Hãy nhìn bức hình này, tại sao anh ta trói bạn của mình? Hôm đó trăng tròn, bạn của anh sẽ biến thành người sói và anh chàng đã rất sợ hãi.
hai anh chàng đang cố gắng thu hút sự chú ý của Hillary bằng cách khoe khoang tiền bạc. Người đàn ông đầu tiên gửi cho cô ấy một bức selfie cho thấy anh ta đứng gần một chiếc máy bay riêng. Và người thứ hai gửi một bức ảnh anh ta mặc đồng phục phi công và lái máy bay phản lực. Lương của ai cao hơn? Phi công kiếm được nhiều tiền nên anh chàng thứ hai chắc chắn cũng khá giả. Và anh chàng đầu tiên có lẽ chỉ làm việc ở sân bay thôi. Bốn họa sĩ gặp nhau ở một công viên để vẽ tranh phong cảnh. Sau khi vẽ xong bức đầu tiên, Bill đi vào phòng vệ sinh. Khi quay lại, Bill thấy bức vẽ của mình đã bị phá hỏng. Anh ấy đã rất buồn và chất vấn bạn bè của mình. Steven không thấy chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy đi mua cà phê cho mọi người. Dylan không nhìn vào những bức tranh bởi vì anh mãi nói chuyện với một cô nàng xinh đẹp. Kelly nói cô đã vẽ chân dung của chính mình ở một khu vực khác trong công viên. Ai đang nói dối? Kelly, nếu cô ấy đã vẽ thì tại sao giấy vẽ của cô ấy lại trắng trơn thế kia? Stephen đã có một ngày khó khăn ở trường đại học. Vì vậy anh quyết định thư giãn và đến nhà hàng yêu thích của mình cùng với các sinh viên khác. Sam, Jill và Jules mỗi người gọi một cappuccino. Rebecca, Peter và Helen mỗi người gọi một ly espresso. Stephen đã gọi đồ uống gì? Cappuccino hay espresso? Espresso. Stephen có hai chữ cái E trong tên của mình, cũng giống Rebecca, Peter và Helen. Bạn có thấy điều gì lạ trong bức tranh này không? Quả dừa này có vẻ không tươi như những quả khác. Henry đang đi dạo trên phố. Đột nhiên, một mụ phù thủy xuất hiện trước mặt anh, mở một cánh cổng, tóm lấy Henry và đưa anh đến lâu đài của mụ. Henry yêu cầu mụ thả anh đi, nhưng phù thủy nói, từ giờ người sẽ phải phục vụ ta mãi mãi. Henry có một cuốn sổ và một cây bút trong túi. Anh đưa ra một thỏa thuận với mụ phù thủy. Nếu tôi ghi cân nặng của bà vào cuốn sổ này, bà sẽ thả tôi chứ? Mụ phù thủy rất tò mò và đã đồng ý. Henry đã viết gì đó và mụ đành phải thả cho anh đi. Anh ấy đã viết gì? Như đã hứa, Henry viết cân nặng của bà. Bạn có đoán được món ăn qua những biểu tượng cảm xúc này không? Đó là sushi. Còn đây thì sao? Sô-cô-la nóng. Hãy tăng level lên nhé. Bạn có đoán được món ăn qua những biểu tượng cảm xúc này không? Là pizza. Còn món này? Là burger phô mai. Bạn có đoán được món ăn qua những biểu tượng cảm xúc này không? Đá viên trái cây. Sự kết hợp này thì sao? Bạn đoán gì nào? Chuẩn luôn, là khoai tây chiên. Món tiếp theo, có thể bạn thích món này lắm. Bánh quy bơ đậu phộng. Còn sự kết hợp này thì sao ta? Đúng vậy, là salad. Nhân dịp sinh nhật bạn gái, Jack đã mua tặng cô ấy một chiếc váy đắt tiền. Anh cất chiếc váy vào tủ quần áo và ra khỏi nhà. Khi quay về, anh không tìm thấy chiếc váy đâu nữa. Chỉ có ba người ở nhà vào ngày hôm đó và anh đã tra hỏi họ. Laura, chị gái của Jack, nói rằng cô ấy đã dọn dẹp nhà cửa từ sáng. Mẹ của Jack, Rose, đã trồng hoa trong vườn. Còn dì Nina của Jack đã nấu bữa tối sinh nhật suốt cả ngày. Ai đã lấy trộm chiếc váy? Là mẹ của Jack, không có bông hoa nào trong vườn cả. Hãy nhìn bức tranh này, bạn có thể tìm ra biểu tượng cảm xúc khác biệt không?
khuôn mặt đằng này này. Một hôm, chú xanh, chú đỏ và chú trắng hẹn nhau ăn tối. Khi họ cởi áo khoác, chú xanh lên tiếng và mọi người nhận ra rằng ba người họ đều mặc áo sơ mi có màu khác với họ của mình. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có vẻ ngạc nhiên và nói: "Vâng, anh xanh, anh nói đúng rồi." Bạn có đoán được mỗi người đàn ông đang mặc màu gì không? Chú xanh chỉ có thể mặc sơ mi trắng hoặc đỏ, nhưng chúng ta biết chắc rằng một người đàn ông khác đang mặc sơ mi trắng. Điều này có nghĩa là chú xanh phải mặc áo đỏ. Chú trắng có thể mặc áo sơ mi xanh hoặc đỏ, nhưng chiếc áo đỏ đã thuộc về chú xanh, do đó chú trắng đang mặc áo xanh. Như vậy nghĩa là chú đỏ đang mặc áo sơ mi trắng. Còn bức tranh này, bạn có thấy biểu tượng cảm xúc khác biệt không? Trái dâu ở đây này. Jessica là một nhà môi giới nghệ thuật nổi tiếng. Nhiều họa sĩ đã mơ ước được làm việc với cô ấy. Một hôm, cô bước vào một lớp học vẽ và để ý một bức vẽ phong cảnh tuyệt đẹp. "Chà, ai đã vẽ nên kiệt tác này vậy?" cô ấy hỏi. Ba họa sĩ tới chỗ cô ấy, ai cũng khẳng định mình là tác giả của bức tranh. Bạn có thể giúp Jessica xác định tác giả thực sự không? Là anh chàng này. Bảng màu của anh ấy có chính xác những màu mà chúng ta thấy trong bức tranh. Hãy nhìn hình này. Bạn có thấy điều gì sai ở đây không? Cá heo không bơi ở hồ trong rừng. Ngày xưa, có một vị vua nghiêm khắc cai trị vương quốc của mình. Thị trấn phép thuật nơi ngài ấy sống có những bức tường thành cao bao quanh. Không ai được phép ra khỏi thị trấn, và bất cứ ai muốn vào thị trấn phải có giấy tờ đặc biệt, nếu không họ sẽ bị đuổi đi. Vương quốc phép thuật được nối với phần còn lại của thế giới bằng một cây cầu gỗ. Nó nằm dưới sự giám sát của phù thủy của nhà vua. Phù thủy này đã xua đuổi tất cả những vị khách không mời bằng phép thuật. Cứ 5 phút một lần, anh ta sẽ đi bộ ra ngoài để kiểm tra cây cầu. Sau đó, anh ta sẽ ở nhà trong 5 phút. Để qua cầu, mỗi người cần 9 phút. Tuy nhiên, một cư dân đã trốn thoát khỏi thị trấn này. Anh ấy làm cách nào vậy? Người đàn ông đã đi bộ qua cầu khoảng 5 phút, trong khi phù thủy ở bên trong. Sau đó, anh quay lại và đi về phía thị trấn. Khi anh đến tường thành, phù thủy yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, nhưng anh ấy làm gì có. Vậy là anh bị đuổi đi. Maggie là một nhà phê bình nghệ thuật. Một hôm, cô đến một nhà hàng cao cấp nổi tiếng về bộ sưu tập tranh độc đáo. Maggie ngồi xuống và bắt đầu nghiên cứu những bức tranh treo trên tường. Khi cô phục vụ đến gần bàn, Maggie hỏi những bức tranh đó bao nhiêu tuổi. Cô phục vụ nói rằng họ chỉ có các tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ thứ 18 trong nhà hàng. Maggie ra khỏi đó ngay lập tức và viết một đánh giá đầy giận dữ trên trang web của họ. "Đối trá, tại sao?" Hãy nhìn bức chân dung này. Bạn có nhận ra khuôn mặt này không? Chính là cô phục vụ. Cô ta không thể hơn 300 tuổi được, trừ khi cô ta làm macaron.